bác sĩ bệnh viện phụ sản Hà Nội vừa thực hiện phẫu thuật thành công cho sản phụ mang song thai IVF hiếm gặp. Một thai trong tử cung và một thai ngoài tử cung bị hoại tử, đe dọa sức khỏe cho người mẹ. Trước đó sản phụ làm thụ tinh trong ống nghiệm, chuyển hai phôi trong quá trình thực hiện IVF tại một cơ sở y tế. Tuy nhiên khi khám thai, sản phụ HTKT chỉ được phát hiện một thai phát triển trong buồng tử cung. Đến tuần thai thứ 13, thai phụ đau bụng nhiều, chị tới khám tại bệnh viện 354 và được giới thiệu chuyển đến bệnh viện phụ sản Hà Nội bệnh nhân trong trạng thái lơ mơ, mệt mỏi, tiếp xúc kém, da xanh niêm mạc nhợt nhạt, nhạt bụng căng trướng, ấn đau khắp bụng. Qua siêu âm ngoài phát hiện một thai tương đương 13 tuần 2 ngày trong buồng tử cung, các bác sĩ phát hiện khối tăng âm cạnh buồng trứng trái, kích thước 100 x 60 mm, nhiều dịch tự do ở bụng, nghi ngờ thai phụ song thai trong đó có một thai ngoài tử cung nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi thăm dò ổ bụng. Kết quả nội soi cho thấy, chị T mang song thai nhưng hai thai nằm ở hai vị trí khác nhau, một thai nằm gọn trong buồng tử cung phát triển bình thường, thai còn lại ngoài tử cung phát triển ở kẽ đoạn vòi tử cung bên trái dẫn đến hoại tử vỡ gây mất máu trong ổ bụng việc cùng lúc mang thai đôi trong đó một thai ngoài tử cung một thai trong tử cung là đặc biệt hiếm gặp trường hợp phát hiện trễ không can thiệp kịp thời thai ngoài tử cung có thể dẫn đến các biện chứng vỡ chảy máu ổ ạt đe dọa sức khỏe cho cả mẹ và thai còn lại nhận thấy tình trạng nguy cấp ekip bác sĩ chuyên khoa hai đinh huy cường bác sĩ phạm phương vũ đã nhanh chóng can thiệp nội soi loại bỏ khối trưởng ngoài tử cung phương pháp nội soi là kỹ thuật ngoại khoa phức tạp có hiệu quả cao trong các trường hợp thai phụ bị trưởng ngoài tử cung với kinh nghiệm dày dặn của đội ngũ bác sĩ, ca phẫu thuật thuận lợi kết thúc, thai ngoài tử cung được giảm thiểu, huyết động học của thai nhi còn lại ổn định. Ghi nhận trong phẫu thuật, ổ bụng có 1.500ml máu cục lẫn máu loãng. Nhờ được theo dõi sát sao và điều trị hàng ngày tại khoa sản bệnh A4, chị T hồi phục sức khỏe nhanh, thai nhi còn lại phát triển bình thường, sản phụ được xuất viện sau 7 ngày điều trị. Đây là một trường hợp may mắn dù sản phụ không được phát hiện thai ngoài tử cung từ sớm đến khi hoại tử và vỡ gây mất máu nhiều nơi được điều trị kịp thời không ảnh hưởng tới thai nhi còn lại các bác sĩ khuyến cáo các sản phụ đừng chủ quan nên quản lý thai kỳ tại cơ sở chuyên khoa uy tín để được kiểm tra toàn diện phát hiện sớm những bất thường để có kế hoạch điều trị kịp thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả mẹ và bé